Ta có rất là nhiều chú khủng long và các loài động vật đang bị bao phủ bởi lớp màng đó các bạn ơi. Bên cạnh nó còn có những vật thể rất là to lớn này các bạn. Không biết đây là những cái gì nhá. Wow, rất là nhiều luôn này, màu xanh màu vàng nha, rất là đẹp luôn. Wow, chúng ta vẫn chưa biết nha các bạn, nhưng mà có một cách để biết là chúng ta sẽ nhúng tất cả vào trong nước nha. Nước sẽ đánh bay cái lớp màng đi mà cho chúng ta biết đây là khủng long hay là vật nha các bạn. Wow, công việc đầu tiên chúng ta là bắt tất cả lại nha. Đây là một chú khủng long có đuôi khá là dài này các bạn. Wow, con này có cổ rất là dài luôn này. Wow, con này cũng có được cái sừng của sơ đầu nè các bạn. Con này cũng vậy nha. Wow, những chú khủng long nhỏ rất là dễ thương nè các bạn. Wow, con này cũng cổ rất là dài luôn này. Wow, con này có hàm răng rất là to luôn. Đây là cái gì rất là to nè các bạn. Wow, tiếp theo là màu xanh nha, một phần thể rất là to màu xanh nè các bạn. Wow, những chú khủng long nhỏ nè các bạn ơi. Wow, con này nhìn rất là quen nè các bạn. Wow, chú khủng long này có gai trên lưng này. Con này nhìn cũng rất là quen nha. Wow, đây là một chú khủng long đang há miệng rất là to nè các bạn. Wow, một chú thằn lằn sắp đây các bạn ơi. Wow, bắt xong hết rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đem tất cả đi nhúng vào nước nha. Wow, chúng ta có một cái thao nước rất là to đây các bạn ơi. Rất là nhiều màu sắc luôn này. Công việc tiếp theo của chúng ta là nhúng tất cả chú khủng long vào đây nha. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vật thể này trước nha các bạn. Wow, rất là to luôn này. Wow, thì ra đây là cái mặt nạ của người sắt các bạn ơi. Wow, một cái mặt nạ của người sắt Iron Man nha các bạn. Wow, màu đỏ màu vàng rất là đẹp luôn. Đây là một bộ phận của một bộ giáp sắt nha các bạn. Wow, bộ giáp người sắt rất có thể bay lượn và các bạn có thể giúp bảo vệ cơ thể nha. Wow, chủ nhân của nó chính là Tony Stark nha các bạn. Wow. Wow, đây là một cái gì cũng rất là to nè các bạn. Wow, thì ra đây là một cái mặt nạ người dơi các bạn ơi. Wow, cái mặt nạ người dơi của Bruce Wayne nha các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Hai cái tay dơi nhìn rất là đẹp các bạn. Wow, một chiếc mặt nạ của hiệp sĩ bóng đêm nha. Wow, một chú khủng long các bạn ơi, một chú khủng long bạo chúa nha. Tên khoa học của nó là Tyrannosaurus Rex các bạn, hay gọi là khủng long T-Rex nha. Wow, chú khủng long bạo chúa này nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và đuôi khá là dài nha. Chú khủng long này có màu đỏ rất là đẹp nè các bạn. Wow, những cái sọc màu đen nhìn rất là ngầu nha. Con khủng long này săn mồi rất là ghê và không để cho con mồi chở hết đâu các bạn. Nó cũng cực kỳ nổi tiếng trong phim ảnh nha. Wow. Wow, chú khủng long bạo chúa cực kỳ to nè các bạn ơi. Wow, nó đang đi săn mồi với một đám con khủng long khác nè các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây các bạn ơi? Chúng ta có một chú khủng long cổ dài nè các bạn, một chú khủng long Brachiosaurus nha. Chú Brachiosaurus này nhìn rất là ngầu các bạn ơi. Wow, cổ rất là dài, đuôi cũng rất là dài luôn các bạn. Wow, thân hình rất là to và có thể nặng lên đến 30 tấn nha. Tuy kích thước và khối lượng to là như thế mà đây là chú khủng long cổ rất là hiền lành nha các bạn. Wow. Hai chú khủng long Brachiosaurus đang đi cùng nhau nè các bạn ơi. Khổng lồ chưa này. Wow, một chú khủng long bay nè các bạn ơi. Đây là chú thằn lằn sấm Pterodon đó các bạn. Đặc điểm của loài này là nó chuyên săn mồi theo bầy đàn nha. Con này có cánh rất là dài và rộng luôn các bạn. Wow, cái mỏ rất là cứng luôn này. Chú khủng long này nhìn rất là ngầu nha. Wow, chú thằn lằn sấm nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Wow, trận hỗn chiến như những con Brachiosaurus này các bạn ơi. Wow, có sự tham gia của những con thằn lằn sấm nữa này. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây các bạn ơi? Chúng ta có một chú khủng long đang há miệng rất là to này. Đây là chú khủng long ba sừng Triceratops nha. Chú Triceratops này có hai cái sừng lớn và một sừng nhỏ này các bạn. Wow, cái đuôi nó đang chĩa về phía trước này, miệng đang mở rất là to nha. Chú khủng long này có màu tím rất là đẹp các bạn ơi. Wow, trên lưng là một dải màu xám này các bạn. Wow. Wow, chú Triceratops chuẩn bị hút nhau với chú Pentaceratops các bạn ơi. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây các bạn ơi? Chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus nha các bạn. Con này phía sau đầu nó có một cái sừng nè các bạn, đuôi khá là dài nha, hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và đuôi rất là dài luôn. Wow, chú khủng long này nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Wow, đây là con khủng long thì kích thước khá là to nhưng mà nó là cũng là ăn cỏ nha các bạn.
Đàn những con khủng long Parasaurolophus rất là đông nè các bạn ơi. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây các bạn ơi? Chúng ta có một chú tại khỉ nha. Wow, chú khỉ này nhìn rất là ngầu nha các bạn. Đôi mắt nó màu đỏ nhìn rất là đáng sợ tí thôi nhưng mà nhìn nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Wow, chú khỉ này có cái đầu rất là to, chứng tỏ nó rất là thông minh các bạn ơi. Đây là chú khỉ đầu đàn nhờ chắc luôn nha. Wow. Chú khỉ đang chạy nè các bạn ơi, trông rất là nhanh nhẹn luôn nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Parasaurolophus màu tím các bạn ơi. Nó có màu tím và có những chấm bi màu xanh dương nữa các bạn. Trông rất là nổi bật và rất là đẹp luôn này. Wow, phía sau đầu là một cái sừng đặc trưng của loài này nha. Hay còn gọi là cái màu của nó đó các bạn. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to, đuôi rất là dài luôn. Con này nó chạy bằng hai chân sau rất là nhanh và cái đuôi giúp nó giữ thăng bằng đó các bạn. Kích thước thì khá là to như thế này thôi nhưng mà nó là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Nó chuyên sống thành bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau nha. Những con khủng long Parasaurolophus có một cái sừng phía sau đầu nè các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long Ankylosaurus màu hồng nữa các bạn ơi. Chú Ankylosaurus này có những cái gai trên lưng rất là đẹp này. Wow, kích thước rất là bé luôn. Nó chỉ bé bằng ngón tay thôi nha các bạn. Wow, một con Ankylosaurus trông rất là to luôn các bạn ơi, da nó rất là cứng luôn này. Wow, chúng ta có một chú báo các bạn ơi, một chú báo đốm nha. Chú báo đốm màu vàng, những cái đốm màu đen này các bạn, trông rất là ngầu luôn nha. Báo đốm được xem là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới đó các bạn. Wow. Một chú báo đang nằm tắm nắng các bạn ơi. Wow, da nó có những cái hoa văn rất là đẹp luôn nha, những cái đốm rất là đẹp nè các bạn. Wow, sau báo thì chúng ta sẽ có một chú sư tử các bạn ơi. Chú sư tử này nhìn rất là ngầu luôn các bạn, cái bờm rất là to luôn này. Khi sư tử gầm lên thì tất cả con vật khác đều phải đáng phải lo sợ nha các bạn. Wow. Chú sư tử đang đi vào đó các bạn ơi, trông rất là cơ bắp luôn này. Wow, to lớn chưa kìa. Wow, một chú khủng long Brachiosaurus khác các bạn ơi. Chú khủng long Brachiosaurus này có màu đỏ, có những cái đốm màu vàng nè các bạn. Cổ rất là dài nha, đuôi cũng khá là dài nè các bạn. Chân khá là to luôn. Wow, chú khủng long nhìn rất là ngầu nha các bạn. Wow, chú khủng long Brachiosaurus này nhìn rất là đẹp luôn nha. Nó có thể nặng lên đến 30 tấn đó các bạn. Tuy nhiên thì đây là một chú khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha. Chú khủng long Brachiosaurus có cái cổ cực kỳ dài nè các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Tyrannosaurus Rex, còn gọi là khủng long T-Rex đó các bạn. Chú khủng long T-Rex này nhìn rất là đẹp nha. Wow, nó có màu xanh đó các bạn, nhìn rất là ngầu luôn. Đây là con khủng long rất là hung dữ nha các bạn. Một con khủng long bạo chúa đang đi dạo quanh bờ hồ nè các bạn ơi. Wow, chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Spinosaurus là một con khủng long rất là nguy hiểm nha, nó ăn thịt đó các bạn. Con khủng long này nổi tiếng bởi vì nó có cái vây lưng rất là to này. Wow, trông rất là ngầu luôn. Một con khủng long Spinosaurus đang đi dạo quanh bờ hồ này, không biết nó có đụng độ con khủng long bạo chúa không các bạn. Wow. Wow, chú khủng long cuối cùng của chúng ta là một chú khủng long tí hon các bạn ơi. Một chú khủng long bạo chúa tí hon rất là bé luôn này các bạn. Wow, thì nó khá là bé nhưng mà đây là chú khủng long thịt rất là nguy hiểm luôn nha. Một con khủng long bạo chúa có một cái logo Superman trên chân này các bạn ơi.